Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ test một cái bộ FPV 2.4. Thì như các bạn cũng biết là hiện nay trên thị trường thì đa số anh em xài là 5.8. Nên đâm ra là hôm nay mình sẽ test một cái bộ 2.4 để cho anh em coi thử là cái chất liệu và cái hình ảnh mà nó truyền về nó có bị trễ hay là nó nét hay không nha. Đầu tiên là mình giới thiệu sơ qua, đây chính là một cái bộ FPV 2.4. Đây là bộ thu, còn đây là bộ phát. Thì thường những cái bộ này nó sẽ đi chung với nhau, bởi vì khi mà mình nhập về là nó đã setup sẵn cái channel rồi nha các bạn. Ở đây á, đây là cái modem. Thì cái modem này nếu mà các bạn thay thế cho cái modem của những cái kính nó có những cái bộ mà điều chỉnh kênh á, thì các bạn sẽ sử dụng bình thường nha. Đó, còn cái này là cái này gọi là cái VTX, là cái bộ phát 2.4. Thì ở đây các bạn cũng thấy nó có cái chữ này, channel 1, channel 2, channel 3. Thì ba cái thằng này đó chính là cái độ dò kênh, cái bộ dò kênh á. Thì đấu, ví dụ như là các bạn không đấu vô với nhau thì nó ra một kênh. Và khi các bạn đấu một chân 1, chân 3 hay là chân 1, chân 2 nó sẽ vô một kênh khác. Thì cái đó thì mình không có giải thích. Thì hôm nay mình sẽ test sơ cái bộ FPV 2.4 này cho các bạn coi là hình ảnh nó như thế nào ha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ cấp nguồn cho cái màn hình này ha. Vô. Rồi. Các bạn lưu ý nha là những cái màn hình 2.4 này, màn hình 4.3 inch này nè. Thì khi mà các bạn cấp nguồn cho nó và cấp luôn nguồn cho cái VTX thì nó không lên một cái gì hết. Đặc biệt là cái màn hình này nha các bạn. Nên là các bạn lưu ý nha, khi mà mình mua những cái màn hình 4.3 inch mà dạng như này về nè, các bạn cấp nguồn vô nó không có lên cái hạt. Nó không có hạt, không có lên cái hạt giống như cái màn hình FPV bình thường đâu. Mà các bạn phải có tín hiệu thì nó mới lên nha. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái cam này. Thì cái cam này nó chính là một cái cam tinny. Đây là một trong những cái dòng cam tinny để cho các bạn bay những cái con bay bay á. Đây nè, cam này cam tinny này. Thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó. Đó. Các bạn lưu ý nha, khi mà mình cấp nguồn cho nó thì cái thằng này nó phải lên hình nha. Có nghĩa là nó sẽ có tín hiệu. Nó truyền về thì thằng này nó sẽ lên hình. Còn trong trường hợp các bạn không có tín hiệu đó là nó tối thui à. Nên là các bạn lưu ý khi mà các bạn mua cái màn hình này về ha, mua ở đâu cũng được. Các bạn phải biết được là cái nguyên lý hoạt động của nó nha, là phải có tín hiệu nó mới lên. Còn không có tín hiệu nó không lên đâu. Nên đâm ra là nhiều bạn là mua về nhiều khi kêu màn hình bị lỗi á, nhưng mà không phải lỗi đâu nha. Đó, thì đây là một cái bộ mình review cái bộ FPV. Thì như các bạn cũng thấy, thực sự luôn là thứ nhất mình nói về cái chất lượng truyền hình ảnh nha. Tức thì hầu như là nó trễ rất là ít. Như là FPV 5.8 luôn nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Đây, đó chính là cái bộ mà FPV 2.4. Thì nói về độ trễ thì mình test luôn cho các bạn coi này. Hầu như là nó trễ rất là ít. Cái này thì các bạn có thể bay FPV ok rồi đúng không? Đó. Thấy chưa? Mình lắc như vậy thì nó trong này nó hầu như là nó không có độ trễ luôn. Rất là ít. Đó. Ok. Rồi, nói về cái chất lượng hình ảnh nha các bạn. Nói về chất lượng hình ảnh. Thì hiện tại là cái bộ này này, mình đang sử dụng một cái bộ giảm nguồn thì nó giảm có 3.3 V nè. Nên đâm ra là các bạn nhìn vô các bạn thấy nó hơi bị nhiễu ha. Thì cái nhiễu này là do là điện nó không đủ các bạn. Đây là nhiều bạn sẽ thắc mắc ha. Rồi. Thì như các bạn cũng thấy về cái màn hình ha. Đó, bây giờ mình test nè. Test cho các bạn coi ha. Đó. Thì đây. Mất cả hình luôn. Nó hơi nhiễu, pin này nó cũng sắp hết rồi nè. Thì các bạn lưu ý nha, cái sóng 2.4 nó nhiễu, nó không giống như là nhiễu như 5.8 nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình. À, thằng này nó sắp hết pin rồi hay sao á. Chờ xíu mình lấy cục khác mình test thử.
này. Ok. Đó. Đó nữa hả? Hay là do thằng này nó nhiễu này. Thôi kệ nó đi. Thì các bạn thấy như là cái màn hình ha, các bạn nhìn nó rất là mịn không? Thực sự luôn là các bạn nhìn ở ngoài á, nó còn mịn hơn là ở trong cái video mình đang quay. Đó, sóng 2.4 này các bạn thấy không? Nó rất là mịn. Và cái nhiễu của nó không phải là nó nhiễu dạng như kiểu như là nhiễu hạt, mà nó là nhiễu dạng như kiểu như là nhiễu nhiễu sọc xéo xéo này, nó chớp 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 này các bạn. Này do không đủ điện này. Do điện này nó yếu này. Đó, nên xét về cái vấn đề mà chất lượng hình ảnh nha các bạn. Thì thực sự luôn là mình thấy sóng 2.4 á là cái hình ảnh nó rất là đã luôn. Đây, mình giảm cái độ sáng cho các bạn coi. Nhìn nó rất là phê. Nó phê hơn 5.8 nha các bạn. Bởi vì cái độ nhiễu của nó không phải là nhiễu hạt nên đâm ra mình cảm giác như là nhìn cái hình ảnh nó rất là đẹp. Cái nhất, cái thứ hai là mình đang sử dụng một cái cam gọi là chỉ là một cái cam tiny nha các bạn, cam giá rẻ nha. Nhưng mà nó cho ra một cái chất lượng hình ảnh rất là tốt. Rất là tốt luôn. Rất là mịn. Thì cái cam này là cam giá rẻ nha các bạn, cam này có trăm mấy cái à. Nó không phải là những cái dòng cam mà xịn mà mấy trăm ngàn đâu. Nếu mà dòng mấy cái dòng cam mà xịn á, nó tầm khoảng 1.200 TVL là các bạn nhìn cái màn hình nó mịn màng cực kỳ luôn. Thì mình đang test trên một cái con cam giá rẻ. Thì các bạn thấy cái hình ảnh ha, nhìn nó rất là sáng sủa. Đó. Và nó bắt sáng rất tốt nha. Bắt sáng rất tốt. Cỡ này thì các bạn bay thì khỏi nói rồi. Đặc biệt là mình rất là thích ở cái chỗ là cái độ trễ nó rất là ít. Như vậy thì các bạn bay FPV dư sức qua cầu ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái VTX này thì nó cũng khá là nóng. Nó cũng nóng như mấy con, bởi vì con này công suất khá cao. Nó cũng nóng như mấy con VTX 5.8 nhưng mà nó nóng ít hơn nha các bạn. Đó, và đặc biệt là nó rất là nhẹ. Cực kỳ nhẹ luôn. Đó, ok không? Hình ảnh đẹp và nhiễu ít rồi, mặc dù cam dộm nhưng mà nó cho ra hình ảnh rất tốt. Và đặc biệt là các bạn sử dụng cái bộ này thì nó rất khá là gọn à. Đối với những cái con mà các bạn chơi xe hay là các bạn chơi chơi những cái combo ấy, thì các bạn gắn cái này vô một cái gắn cái cục này thôi này, vô cái màn hình này bên trong này đó, các bạn độ vô thì thực sự luôn nó rất là dễ luôn. Độ âm bên trong cũng được nha các bạn. Độ âm bên trong cũng được luôn. Đó, và nó cho ra một cái màn hình FPV sóng 2.4. Thì trước giờ anh em bay 5.8 mà bây giờ mình sẽ có 2.4. Thì các bạn lưu ý nha, sóng 2.4 nó xuyên tường nha các bạn. Nó xuyên tường nha. 5.8 thì nó không xuyên đâu, nó sẽ bị nhiễu, nhưng 2.4 này nó có thể nó xuyên tường luôn. Thì đây là một trong những cái mà bữa giờ là mình cũng nghiên cứu khá là nhiều và hôm nay mình test cho các bạn coi. Đó, thì mình rất là ưng về cái chất lượng hình ảnh, bởi vì cái con cam này nó rất là cùi bắp nhưng mà nó cho ra một cái chất lượng hình ảnh khá là đẹp luôn. Đó, này thì bay bay rất là ok luôn các bạn. Và đặc biệt là cái con này á, nó truyền cái dữ liệu về các bạn, là cái sóng của nó rất là tốt. Như mình dí vô cái phần tối thui này các bạn, nhưng mà các bạn thấy không, cái ánh sáng và cái chi tiết ở trên cái màn hình FPV thì nó vẫn thể hiện khá là tốt. Mặc dù là mình xài một cái con cam khá là cùi, nhưng mà khi mà mình chuyển xuống những cái vùng mà tối thui á các bạn, à, thì nó vẫn nhìn thấy đường để cho các bạn bay. Đó. Ghê ha. Bởi vì sóng 2.4 thì như các bạn cũng biết, nó chính là cái sóng wifi mà. Đó. Nên là mặc dù qua qua một cái lớp cắt qua một cái lớp cách điện lớp cách không không gian thì nó vẫn cho mình một cái hình ảnh hầu như là ít, rất là ít nhiễu ha. Thì cái bộ này thì mình chưa có test rain đâu, bởi vì như các bạn cũng biết là cái sóng 2.4 á, là cái rain của nó trong trường hợp mà không có vật cản nó rất là xa nha các bạn, nó xa hơn 5.8 nha. Đó, thì các bạn nếu mà những bạn nào mà chơi sóng nhiều thì các bạn thấy nó rất là xa, 2.4 nó rất là xa. Bởi vì như các bạn cũng biết là những cái dòng FPV của DJI á, rồi Flycam nó cũng dùng sóng 2.4 nó mới kích đi được xa được. Còn 5.8 thì nó sẽ rất là nhanh nhưng mà nó không có xa. Còn sóng 2.4 là nó sẽ
nó sẽ đi xa hơn là sóng 5.8, và đặc biệt 2.4 nó sẽ cho các bạn xuyên tường luôn. Thì đây là một trong những cái bộ mà sắp tới mình sẽ phát triển khá là nhiều để cho anh em chơi xe là một, và những cái thiết bị mà có thể là theo dõi từ xa dùng sóng 2.4 ha. Đó. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì đây là một trong những cái bộ mà mình nghĩ là nó sẽ là khá là nhiều người quan tâm trong thời gian sắp tới. Đấy, cảm ơn các bạn. Vỗ tay cái là mất hình luôn. Nhiễu luôn ha.